hai gái ế Kinh Niên, Ngọc Trinh và Diệu Nhi đã có màn hóa thân thành cô dâu không cần chú rể trong buổi ra mắt bộ phim Phu Quy Đại Náo. Tối ngày 13 tháng 2, đoàn làm phim Vu Quy Đại Náo đã có buổi ra mắt tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của dàn diễn viên chính Ngọc Trinh, Diệu Nhi, Hồ Vĩnh Anh, Lê Giang, Tiết Cương, Huỳnh Lập Quang. Chung cùng loạt ngôi sao đình đám như Gái Già Trăm Tỷ, Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Thúy Ngân, Á hậu Trương Mỹ Nhân, vợ chồng ca sĩ Lý Hải Minh Hà, cặp diễn viên Hải Thu Trang Tiến Luật. Vu Quy Đại Náo là bộ phim đầu tay của đạo diễn Lê Thiện Viễn. Trước đây, anh là người đứng sau những bộ ảnh của các ngôi sao đình đám V-Biz như Công Vinh Thủy Tiên, Lý Nhã Kỳ, Ngọc Trinh. Bộ phim sẽ xoay quanh chủ đề đám cưới truyền thống tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Ekip Vu Quy Đại Náo giao lưu với khán giả, linh hồn của Vu Quy Đại Náo NSX Lý Minh Thắng và đạo diễn Lê Thiện Viễn. Trong buổi ra mắt, nữ diễn viên chính của bộ phim là Ngọc Trinh đã có pha vạ miệng hài hước khi được MC hỏi về việc góp vốn đầu tư cho Vu Quy Đại Náo. Ban đầu Ngọc Trinh trả lời, em đầu tư phim chỉ để lấy lời làm vui, khiến ai nấy đều bật cười. Biết lỡ lời, nữ hoàng nội y nhanh chóng cải biên lại câu nói là chỉ đầu tư lấy vui làm lời mà thôi. Cô nàng cũng kỳ vọng bộ phim sẽ nhận được sự yêu mến của khán giả. Bình thường đi event Ngọc Trinh thường diện những trang phục gợi cảm, chặt đẹp, nhưng cứ khi ra mắt phim cá nhân là lại diện áo dài. Diệu Nhi nền nã trong trang phục áo dài khăn voan cưới, đây là vai diễn siêng năng thả thính nhất trong sự nghiệp của Diệu Nhi. Pha vạ miệng đáng yêu của Ngọc Trinh trong buổi ra mắt Vu Quy Đại Náo khiến ai nấy đều bật cười. Với phương châm, mày còn ế tao sẽ không lấy chồng, hai chị em Diệu Nhi và Ngọc Trinh cùng nhau ăn diện trang phục áo dài cưới truyền thống. Nam diễn viên chính của Vu Quy Đại Náo là gương mặt mới Hồ Vĩnh Anh. Trong phim, anh hóa thân thành một ca sĩ miền quê, vô tình tương ngộ với Diệu Nhi, Ngọc Trinh và La Thành khi bộ ba đang trên đường bỏ trốn, bốn người cùng nhau lập ra ekip làm đám cưới, quy mô nhất miền Tây. Nam diễn viên chính của Vu Quy Đại Náo Hồ Vĩnh Anh đảm nhận vai trò tạo nên tiếng cười nổ dạp cho Vu Quy Đại Náo, đôi bạn diễn Quang Trung và Huỳnh Lập sẽ có 1001 kiểu hóa thân. Hướng tới một mục đích duy nhất là phá hoại đám cưới của ekip làm tiệc, gây nên không ít tình huống dở khóc dở cười cho Ngọc Trinh cùng những người bạn trong phim. Cặp đôi phá hoại Quang Trung và Huỳnh Lập ăn diện vô cùng nổi bật. Diễn viên Lê Giang và Tiết Cương hóa thân thành đôi nhân tình già đại gia nhất trong Vu Quy Đại Náo. Đây là lần thứ hai Ngọc Trinh trở lại với điện ảnh sau tác phẩm nói về cuộc đời của mình Vòng Eo 59. Ở Vu Quy Đại Náo, khán giả sẽ tiếp tục được thấy nữ hoàng nội y hóa thân thành một gái ế miền Tây cùng đồng bọn Diệu Nhi, La Thành và Hồ Vĩnh Anh tạo nên ekip tiệc cưới đình đám. Buổi ra mắt thu hút đông đảo dàn người đẹp là người mẫu, hoa hậu, những tên tuổi đang nổi như cồn hiện tại như Gái Già Trăm Tỷ, Ninh Dương Lan Ngọc, đạo diễn Đức Thịnh với tác phẩm chiếu Tết gây tranh cãi Trạng Quỳnh, hơn hoa hậu Thúy Ngân cùng dàn sao V-pop cũng đến ủng hộ tác phẩm đầu tay của đạo diễn kiêm nhiếp ảnh gia Lê Thiện Viễn. Ninh Dương Lan Ngọc, nữ diễn viên vừa góp mặt với vai chính trong bộ phim Tết Trăm Tỷ, cua lại vợ bầu, đạo diễn của bộ phim Trạng Quỳnh Đức Thịnh. Vợ chồng ca sĩ Lý Hải Minh Hà dù đang bận rộn với Lật Mặt ba sắp ra mắt cũng đến chung vui cùng Vu Quy Đại Náo. Vợ chồng diễn viên Văn Anh và Tú Vi, ác nữ của Gạo Nếp Gạo Tẻ Thúy Ngân vô cùng nổi bật trong sự kiện. Hoa hậu Mai Phương Thúy Nham diễn viên điển trai Hứa Vĩ Văn trong bộ trang phục áo dài cách tân. Nữ ca sĩ Hoàng Yến Chi Bi diện bộ trang phục độc lạ nhất buổi ra mắt hôm nay với áo dài cách tân. Á hậu siêu quốc gia Việt Nam Trương Mỹ Nhân cũng góp mặt trong sự kiện. Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam Ngọc Châu và người mẫu Minh Trung.
giọng ca Omi Chuối, Sĩ Thanh trong sự kiện Á hậu Hà Thu thật là vàng tươi trong lễ ra mắt Vu Quy đại náo. Người mẫu Quỳnh Thi, Hoa hậu Quý Bà Thu Hoài, nữ diễn viên Mai Thu Huyền, người đẹp Diệp Lâm Anh. Nam ca sĩ kiêm hot YouTube Lương Minh Tài Smile trong Vu Quy đại náo, nam ca sĩ có tham gia với tư cách diễn viên khách mời. Vu Quy đại náo sẽ chính thức công chiếu trên các rạp toàn quốc vào ngày 22 tháng 2 năm 2019. Tuy nhiên vào ngày lễ tình nhân Valentine 14/2, Vu Quy đại náo sẽ có suất chiếu sớm trên các cụm rạp.